Xin chào các bạn, mình là ông Chuyên. Hôm nay mình sửa một chiếc UPS cửa cuốn mã là Auro P2000 này. Mình sẽ ghi tháng 8, 17 này. Cho bạn này ở Bắc Giang chứ ạ. Chả nhớ nữa. À, mình không nhớ địa chỉ đâu. Mình sửa cho bạn tên là Huỳnh Hoài Phương nhé. Bạn có bảo là bị chảy axit ra và làm hỏng cụm sạc ắc quy. Mình thấy model nào của cái kiểu này nó cũng bị hiện tượng này nhé, ố hết đằng này nhé, ố hết đường mạch đây, mấy con điện trở đây nó nóng này, nhưng mà điện trở lại không chết đâu, mình làm mấy con rồi không chết điện trở, nó chỉ bị ố mạch nó nóng thôi. Thì bạn bảo chỉ bị lỗi cụm sạc ắc quy, nhưng mình sẽ kiểm tra đủ các bước. Đầu tiên là mình sẽ cấp điện áp vào hai chân ắc quy này, thì cái mạch này nó sẽ phải kích lên được 220V đầu ra. Tiếp theo là mình sẽ kiểm tra đến cụm sạc ắc quy cấp 220V đầu vào, thì nó chạy lòng vòng qua đây, qua cụm sạc ắc quy này, thì nó có điện áp trên cụm sạc ắc quy này, đo điện áp. Và tiếp theo là mạch nhận biết cắm AC vào. Khi cắm AC vào thì con dơ này sẽ đóng từ AC đầu vào ra đầu ra đấy. Có 3 cụm chính để nâng áp từ ắc quy lên, thì nó sử dụng một con IC là K3525 điều khiển 6.1V này. Nó đóng mở điện áp từ ắc quy qua bi đáp xung, nó đóng mở xuống mát thì nó sẽ tạo dao động được chỉnh lưu ở trên dàn diode này là thu được 300V đây, tầm 280V. 280V sẽ nghịch lưu, sử dụng mạch nghịch lưu cầu H thì ta sẽ thu được 220V xoay chiều đầu ra. Đây là quận CT cảm biến dòng đầu ra này, đây là quận lọc AC đầu vào qua quận lọc tụ này. Cầu diode này thì ta sẽ thu được một đường ACDS nhé, một đường chạy ngược về đây là đường ACDS này, và một đường chạy về đây để đưa về cụm sạc ắc quy nhé. Con này là con 7812 này. Mình đang cấp nguồn vào là 25V 4A ở cái bộ cấp nguồn chỗ này nhé, cấp vào cái mạch này. Mình khởi động thử nhé. Bóng đèn đang nhấp nháy này, chắc mình để nguồn nó hơi thấp, tăng dòng lên reset lên 5A xem có hết không nhé. Dòng khởi động nó tốn này cơ. Năm A rồi mà chưa được này, reset 6A này. Mình chưa gặp con nào mà dòng khởi động yêu cầu cao như này. À, 6A nó vẫn cứ nhấp nháy nhá. Đây là cái sơ đồ của phần khởi động nâng áp nhé. Thì để nâng áp được từ con vi điều khiển này, nó kích vào chân 10 của con K35 nè, 355 sẽ điều khiển giảm 1V để nâng áp nhé. Từ chân 6 của vi điều khiển kích vào chân 10. Chỗ này mình vẽ sai nhé, mình vẽ câu ra ngoài đây. Mình sẽ đo lại điện áp trên chân 6 của nó nhé. Khởi động lại này. Đấy, nó có điện áp kích nhưng mà cứ có lại mất nhé. Có một vấn đề là mình quên nhé. Bây giờ mình sẽ cách ly dàn cầu H này ra này. Cách ly dàn cầu H để nó chỉ có 300V thôi. Cách ly dàn cầu H, nghi ngờ cầu H có vấn đề. Mình khắc phục và dò mãi nó ra nhé. Mình bật cấp điện cho bạn xem này. Bây giờ có 220V trên bóng đèn này ấy. Bóng đèn sáng là báo có 220V. Đấy, hai bóng sáng rồi nhé. Các bạn nhìn trên đồng hồ này, mình đo điện áp này. 240V, 50Hz nhé. Đấy, cái đồng hồ này nó báo là 240V này, cao phết. Mình đã phải khắc phục rất nhiều để nó nâng được áp từ ắc quy lên. Và các bạn có thể để nhìn lại cái báo dòng đây nhé. Mình khởi động lại này. Nó thấp thôi. Sáng cả hai bóng đèn nhưng mà ăn dòng ăn thấp. Đấy, khi nó sáng nó ăn có 1.5A thôi nhá. Mà lúc đầu là mình bật tận 5A nó chưa làm việc. Nhưng con này nó còn một số lỗi mình chưa khắc phục đâu. Mình mới chỉ làm để cho nó ra điện áp, và mình sẽ sửa những phần tiếp theo sau. Còn để nó ra được điện áp như này cũng phải qua nhiều bước rồi. Đầu tiên là mình thấy cái dòng nó ăn rất cao nhá. Thì mình lại nghi ngờ là cái đầu ra của 300V đấy, từ cụm nâng áp nó nâng lên 300V, 300V đưa vào cụm cầu H. Nên lúc đầu mình nghĩ là từ 300V này nó đưa vào cụm cầu H này,
thì có thể là cụm của hát bị lỗi thì nó làm chập 300V, nó làm ăn dòng cao nhé. Thì mình có nhổ dàn có hát ra đo thì có hát tốt. Dàn có hát này tốt này. Sau đó mình có đo xung và dàn có hát đo trên mạch chưa? Xung kích tốt, xung kích thì đo theo cái solo này là solo xung kích 2 con IR2103 này, kích vào cặp MOSFET này. Đây một con nữa kích vào cặp MOSFET. Xung kích tốt này, MOSFET tốt này. Đó, mình lại dò ngược lại. Thì mình nhớ lời bạn kia bảo là nó bị hỏng máy xá quy, không sạc được ắc quy. Thì đây từ dương ắc quy này. Dương ắc quy là nó có con diốt này, nó chạy ngược về đất này. Mình lại nghĩ hay là con diốt này nó lỗi, hoặc là cụm này lỗi, nó chạy từ ắc quy về đất nhưng mà nó chạy chập chờn, nó làm dòng cao. Nhưng mà mình kiểm tra diốt này không phải nhá. Đấy là bước 2 kiểm tra không phải này. Thế là bước thứ 3 mới quay lại cụm có hoát, quay lại cụm nâng áp. Sau đó mình làm đến bước thứ 3 là mới kiểm tra lại cụm nâng áp này. Thì giảm một phép này nhá, mình đo hỏi nó sống. Mình đo thì nó sống này. Rồi cái xung kích chân 10 này, xung kích chân 10 này là mình đấu chập con Q7 nhá, để tạo cho con K35 luôn xuất xung. Thì mình đo là xung xuất ra tốt, xung kích vào chân G của 4 con một phép này tốt. Thực tế chân mạch này là 6 con nhá, sơ đồ khác nó dùng 4, sơ đồ này dùng 6. Thì xung kích tốt này. Đo bằng đồng hồ thì giảm một phép này tốt. 6 con đo tốt luôn. Thế là mình mới thay thử dần dần. Thì hiện tại là mình đang lắp 2 con MOSFET 3205 ở đây, thay cho dàn này nhá. Đang lắp tạm vào đây. 2 con này này, 3205 này. MOSFET của nó là IRF8010. Con này áp cao dòng thấp, con này là áp thấp nhưng mà dòng cao này. Cả con có hát là mình đang lắp tạm con khác vào nhá. Có hát của nó là mình chưa lắp vào đâu. Ở trạng thái này thì nó xuất ra được 224 đầu ra rồi đấy. Bây giờ mình sẽ thay lại dàn của hát này xem có ra không, xem của hát của nó có sống nhá. Tiếp theo là mình sẽ sửa cái vấn đề là nó cứ kích dẫn rồi lại ngắt nhá. Đây mình nhổ với con, mình nhổ cái này ra. Tiếp theo mình sẽ xử lý đến cái cụm Q7 này nhá. Đấy là mình phải hàn chập con Q7 này để nó đóng chân người xuống đất thì nó mới chạy. Còn nếu mà nhổ Q7 ra thì là nó chạy có cắn nhả nhá. Nên mình nhổ con Q7 ra cho bạn xem này. Anh nhổ cái phần đấu chập chứ. Lúc đấy là mình hàn cái dây trắng này đấu chặt CE của con Q7 chỗ này này. Rồi mình nhổ dây ra nhá. Mình khởi động lại xem cái bóng đèn này nó có ổn định được không. Đấy, nó nháy nhá, nó không lên được đâu. Mình sẽ lợi dụng là lấy tín hiệu kích sáng cái đèn xanh nhé. Tín hiệu kích sáng đèn xanh ở đây để đem kích dẫn cái con chan này. Con chan này dẫn thì nó sẽ mở con 3525. Đấy, cụm mạch nhỏ này có tác dụng như thế. Thì bây giờ là mạch này nó có 300V rồi. Nếu các bạn nhìn trên đồng hồ nhé, mình sẽ kích mở cái UPS này. Đó, chưa đủ này. Kích phải ấn cái nút này lâu nhé thì nó mới khởi động thành công nhé. Đấy, phải ấn giữ lâu nó mới khởi động thành công. Cái đèn kia là sáng rồi, đèn 300V nó sáng. Mình sẽ đo cái điện áp 300V này, lúc này nó còn 261 nhé, cứ để đấy, lát mình sẽ điều chỉnh sau. Cái mạch nhỏ mình câu vào sơ đồ chức năng này nhé. Mình lấy điều khiển từ chân 14 này, chân 14 là điều khiển sáng đèn xanh này. Câu từ chân 14 nhé, câu từ chân 14 sáng đèn xanh này để kích vào một con PC817. Và chân cặp 43 của nó thì chân 4 nối vào 343, mình nối qua một con điện trở 2K2 nhé. Sẽ đưa vào chân 3, chân 3 sẽ kích vào chân B của con tràn kích dẫn 3525 ấy. Đây này, con tràn kích dẫn từ chân 6 này. Bây giờ là nó đã tự kích lên được 300V rồi. Mình sẽ kiểm tra cụm có hát này nhé. Mình sẽ hàn các con nguyên bản của nó ban đầu mà xem được hay không. Khởi động lại này.
đo xem 220V nào nhé. Mình giữ chưa đủ lâu ấy, phải giữ đủ lâu nhé. Rồi, đã qua bóng đèn này, bóng đèn báo 220 độ ra này. Đấy, bây giờ ra 224V nhé. Lúc nãy là 240V, bây giờ ra 224V rồi. Như vậy là ok, được đến cụm cầu H. Quay đánh ngược lại cụm lưng áp nhé. Đây, cụm lưng áp này vẫn đang hàn, có hai con 355 vào thôi. Bây giờ mình sẽ thay hết cái bọn này, thay hết cái mấy con nguyên bản và mình sẽ thay 355, vì bọn này là chạy bị lỗi đấy, có thể đo không chết nhưng mà khi vào điện áp và tần số nó mới chết được. Đây là con IRF 8010 và đây là thủ phạm nhé. Đây là con MOSFET thủ phạm nó gây ra ban khó của cái mạch này nhé, IRF 8010 này. Mình đo các bạn xem nhé. Đồng hồ mình để thang 10K. Cái đỏ này, đỏ kích vào G này, và DGS không thông này, SD lên này, DS không lên nhé. Kích dẫn, DS lên, ngắt kích dẫn, DS ngắt, kích dẫn, DS lên, ngắt kích dẫn, DS ngắt. Đấy. Đo như này này, theo thói quen thì mình luôn khẳng định là MOSFET tốt, nhưng mình sẽ lắp vào mạch nhé. Trên mạch là có, lúc đấy là mình lắp hai con IRF 3205 nhé, thì mình nhổ một con 3205 ra, còn một con 3205 ở đây thì mình lắp với một con 8010 này vào nhé. Mình lắp vào, mình hàn, bạn sẽ thấy nó máy bó chập. Đồng hồ mình để là bộ cấp nguồn để là 25V 2A nhé. Cấp nguồn này báo chậm này, không lên được điện áp luôn. 0,2V này, 1,98A này. Nó là do cái con MOSFET đấy bị chập nhé, bị chất lão hóa. Sờ nó sẽ hơi ấm tí. Để dàn MOSFET này mình sẽ thay hết, mình sẽ thay bằng IRF 305. Thì cái dòng chịu đựng nó lớn gần gấp đôi mấy bọn này nhé. Mấy bọn này bỏ đi. Mình vừa thay xong dàn 3205 nhé. Trông thế thôi, thay một lúc mới xong ạ. Mình cấp vào 25V. Cái dòng giới hạn 0,4A này, khởi động này. Phải giữ một lúc nhé, để nó khởi động xong tiếng re đánh tạch tạch ấy, thì là mới xuất điện áp ra nhé. Hai bóng đèn này nó ăn cả cái mạch, nó chạy ăn 35W, 25V 1,42A. Giờ mới xong cụm thứ nhất, đến cụm thứ hai. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra đến mạch xả quy nhé. Thì từ AC đầu vào nó sẽ hạ áp ra 28V để xả quy. Và có một con IC nguồn là UC3845 sẽ điều khiển con MOSFET để đóng mở cái điện áp trên cái biến áp xung này, sẽ tạo ra động lực ra. Từ AC đầu vào này nó chỉ lưu ta thu được 30V sau cầu đốt nhé. Sau cầu đốt chỗ này là 300V nhấp nhô rồi sẽ đưa vào cái mạch ACDS. Mạch này sẽ nhận biết cáo AC đầu vào nhé. Chỗ này dao động nhấp nhô này đưa vào con PC87 này để đưa về con vi điều khiển. Sau đó nó đưa qua tiếp một con đốt nữa thì ta thu được 300V phẳng ở đây nhé. Con tụ này dương 300V mà này điện áp phẳng, thế đưa vào bộ nguồn nhé. Thì cùng qua một cuộn làm việc chính của biến áp xung này, chạy qua MOSFET này đóng xuống đất nhé. Thì xung kích MOSFET nó sẽ từ chân 6 của con UC1845 kích vào MOSFET để con IC nguồn này làm việc, có điện áp mồi từ 300V này qua ba con 68K này lọc về tụ này, đưa vào chân 7 này. Thì bây giờ để kiểm tra thì mình sẽ nhổ con MOSFET ra nhé. Nhổ con MOSFET ra mình đo xem có điện áp trên chân 7 của con UC3845 hay không. Khi có điện áp trên chân 7 này thì các bạn đo trên chân 8 cho thấy dao động, hoặc là đo trên chân 6 cho thấy dao động nhé. Đo trên G MOSFET có dao động. Đấy, các bước kiểm tra đấy. Còn phần hồi tiếp này tính sau nhé. Hồi tiếp ổn định điện áp ra là phải có con TL431 đây này. Nhưng cái này kiểm tra sau, phải kiểm tra có xung á, phải có điện áp mồi cho UC3845 thì sẽ có xung kích.
Có xung kích thì 51 V vào thì nó sẽ kiểm tra đến cái phần hồi tiếp biến áp đấy, TL431 đây nhé. Hoặc không thì bạn câu 24V vào đây, câu 24V đây, đo trên chân 2 của TL431 xem có mấy V nhé. Thì chỗ này là 2,5V này. Mình nhổ luôn cả con IC nguồn nhé, UC385 và con 1V công suất ra. 1V công suất thì mình đo không chết này. UC385 để đây nát đo. Thì mình sẽ kiểm tra cái đường điện áp mồi đó. Nhưng nhìn các bạn ấy sơ đồ, sơ đồ mình vẽ của cái mẫu là E1000 nhé. Nó là 3 con 68K. Nhưng cái mẫu này là mẫu P2000. P2000 thì là nó không phải là 68K đâu. Nó gồm một dàn luôn. 6K8 nhé. 1, 2, một dàn nối tiếp đấy. Thì mình đã vẽ đây, các bạn nhìn phân biệt cho màu mình đã tô này. Cái đường màu cam nhé là đường điện áp mồi do UC845. Còn đường màu vàng là đường điện áp đưa vào mạch ACDS. Đây là 6K8 đấy. Trông nó ối thôi nhưng thường xác suất chết nó không cao đâu. Mình đo này. Thang 1K nhé, quy không đồng hồ này. Đây 6K8 này. Một con này, hai con này. 6K8 thì bây giờ sẽ lên gấp đôi này. Tầm 13K này. Đây tầm gần 20K này. Nó có tủ điện nó lạp này. Đấy, mình đo lần lượt từng con một nhé. Đo về đến chân 7 của con UC845 thì nó đang tầm này nhé. Tầm hơn 30K thôi. Nó có tụ tích điện nên là đo nó hơi lâu tí. Để mình đếm xem có mấy con. Mạch ACDS thì thường nó khó chết hơn vì dòng nó thấp. Con này là con đốt chỉnh nhu đầu ra này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con 6 con 8 nhá. Thì nó tầm 30K là đúng rồi. 6, 5, 30. 8, 5, 4, 10. Tầm 34K. Nên là mình đo nó là đúng nhá. Nó không chết đâu. Nhìn nó nóng như này tại vì nó có ba mấy K. Nó tầm ba mấy K này, nó nóng nó sinh nhiệt thôi chứ không phải là nó chết đâu. Nên tầm 100K này nó bớt nóng ngay cái gì đâu. Do nhà thiết kế thế rồi. Mình sẽ câu 220V vào để mình đo điện áp mồi. Mình vừa cấp dây này nè, cấp 220V AC vào này. Đo 300V này. Các bạn để ý nhé, cái này có hai mức mát nhé. Mát ở cụm nguồn này nó khác mát ở bên mạch chung này nhé. Lấy mát đúng, đo mới có. Được 198V này này. Sau cầu đốt được 198 này là hơi yếu này. Không phải do cái đo của mình không? À đây được 300V nhé. Rồi tiếp xúc thôi. Đây chân 7 của con UC85 18V, cao nhỉ. Chắc không có tải nó lên 18V ấy. Đây là đường mạch ACDS này, có 1,5V này. Mình vừa hàn con 3845 lại đó nhé. Mình đo lại điện áp VCC này. Điện áp nó nhiễu nhé. Các bạn nhìn trên máy sóng này, thấy cái điện áp là nhiễu này. Trên chân 8 của nó em nè. Đây, chân 8 ta thấy xung này. Chân 6 đây. Đây, đo trên chân G của 1V đi. Đây, chân G 1V này. Xung như này mình thấy hơi lạ nhé. Xung hơi xấu nhé. Mình sẽ thay con UC3845 khác. Mình vừa thay con 3845 khác vào này. Cấm điện này, đo cho bạn xem này. Đo trên chân G 1V luôn. Các bạn sẽ thấy xung nhé. Lúc đấy xung rất thừa và xung nó dày nhé. Trước khi mình hàn 1V nhé. Trước khi hàn con này, mình sẽ kiểm tra đường hồi tiếp điện áp đưa về chân 1 nhé.
con này vi điều khiển thì không nói, nhưng mà vi điều khiển chắc đưa đây để ngắt 385 làm việc cái ắc quy đầy. Còn chỗ này thì mình sẽ đo xem có mấy volt nữa, đo trên sân 2 này, mình sẽ cấp điện áp ắc quy vào đây là 28V đi, cấp 28V vào hai đầu ắc quy, đo điện áp chân 2 của con PC87 hồi tiếp về sân 1 này. Đây các bạn nhìn trên sơ đồ nhé, cái cụm hồi tiếp điện áp này từ PC1 là điện áp quy ấy, chạy qua con cặp tiếp điểm 12 của PC87 sẽ chạy qua KA nhé, của TR431 nhé. Đây dòng chảy từ PC1 từ ắc quy này chạy qua R này, 1, 2 nào xuống đất nhé. Và trên R này ta sẽ thu được điện áp là tầm 2 mấy V ấy, chắc tầm 2,2 đến 2,5. Mình bật cấp nguồn này, mình cấp 28V vào nhé. Đây đo điện áp vào ắc quy này, đo điện áp trên chân 12 này chưa có đâu, phải khởi động lên nó mới có nhé, khởi động nguồn lên mới có cái VC1 này. Khởi động rồi, chân 1 có 23 này, chân 2 24 này, à đây mới là chân 1 này, 24 này, 23 này, và đó trên chân R có 2,26 này. Như vậy là cái cụm hồi tiếp điện áp cơ bản tốt rồi, thì bây giờ mình sẽ hàn một phép rồi nhé. Các bạn quan sát này, mình sẽ cắm AC220 vào nhé. Đây là điện áp báo có AC220V đầu ra này. Đây bóng đèn này sẽ báo có 300V trên cụm nâng áp nhé. Mình cắm các bạn nhìn này. Sao đâu cắm. Cái bóng đèn này sáng chứng tỏ là đã có 220V đầu ra. Nó lấy từ đầu vào, nào trực tiếp đầu ra qua cụm dẫn này ở đây. Còn cái bóng đèn này không sáng là cụm nâng áp đã dừng làm việc rồi. Đây điện áp sạc ắc quy này, 30,0V này. Mình sẽ giảm cái dòng xuống một tí. Mình on này, thử tải nhá. Đấy có tải nó sẽ tụt xuống một tí đấy. Đang tải ở 0,1 thôi. Mình sẽ tăng cái tải lên. Nó có IC điều khiển nên là nó vẫn ổn định là tầm gần 29V này. Xem ắc quy đói quá hay nó như thế nào nhé. Đấy, dòng lên không, dòng lên 1A thì nó tụt xuống 21V nhé. Đấy, tính năng của con vi điều khiển nó ổn định dòng ấy. Mình giảm đi 0,9 này, nó lên 25 rồi này. Như vậy là cái cụm xá quy và mạch cảm biến AC đầu vào nó tốt nhé. Rồi video mình đây kết thúc, hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.